hội trợ du lịch lớn nhất miền Tây. Hội trợ du lịch quốc tế Cần Thơ diễn ra trong 3 ngày, bán hàng nghìn tour, vé máy bay, phòng khách sạn, vé tham quan với ưu đãi 20 đến 50%. Theo ban tổ chức, khoảng 30.000 lượt khách đã đến tham quan và mua các sản phẩm du lịch tại hội trợ từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12. Trên 80 công ty du lịch đã tham gia vào chương trình kích cầu, bán hơn 5.000 phòng khách sạn, vé máy bay và 5.000 vé tham tham, voucher khuyến mãi với mức ưu đãi 20 đến 50%. Bà Trần Thị Bảo Thu đại diện lữ hành Phi đi tour cho biết, tour châu Á Tết được du khách quan tâm nhiều nhất, trong đó nổi bật là hành trình Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn với mức giá 12,9 triệu đồng. Hội trợ này cũng đã tạo cơ hội cho các vùng trong cả nước kết nối với du lịch đồng bằng sông Cửu Long, hàng chục tỉnh, thành phố như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Phú Yên đã tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch ngay tại đây. Tuy nhiên, Gần 10% doanh nghiệp trong số 300 đơn vị tham gia sự kiện cho biết chưa hài lòng với kết quả đạt được hội trợ này. Một trong số đó là hoạt động ở Cần Thơ chủ yếu sôi động vào buổi tối nhưng hội trợ chỉ mở cửa ban ngày.